vấn chăm sóc khách hàng khi tới nhà thuốc. Tư vấn chăm sóc khách hàng là một cái khâu quan trọng. Quá trình trải nghiệm dịch vụ khách hàng của nhà thuốc, nhu cầu cửa hàng ngày càng cao, không chỉ ở chất lượng sản phẩm mà còn ở chất lượng dịch vụ trong suốt cái quá trình trước, trong và sau khi trải nghiệm sản phẩm. Bởi vậy, nhà thuốc cần đầu tư cho cái hoạt động đào tạo tư vấn chăm sóc khách hàng bài bản, chuyên nghiệp để thỏa mãn khách hàng ở mức cao nhất. Muốn hiểu tư vấn chăm sóc khách hàng thì trước tiên bạn phải nắm rõ được cái khái niệm chăm sóc khách hàng. Chăm sóc khách hàng là một bộ phận của nhà thuốc nhằm thỏa mãn nhu cầu và sự mong đợi của khách hàng. Tư vấn chăm sóc khách hàng chính là cầu nối giữa nhà thuốc và khách hàng, luôn luôn khiến cho khách hàng cảm thấy vị trí quan trọng của họ đối với lại nhà thuốc, luôn cho họ thấy sự quan tâm từ nhà thuốc trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay. Khi cạnh tranh giữa các nhà thuốc ngày càng diễn ra gay gắt, yêu cầu của khách hàng cũng ngày càng cao và đặt ra thách thức lớn cho mỗi nhà thuốc trong việc giữ chân nguồn khách hàng trung thành. Chính vì vậy, cái vai trò của tư vấn chăm sóc khách hàng vô cùng là quan trọng. Đó chính là chìa khóa tạo ra lợi thế cạnh tranh, cái yếu tố để mà mình xây dựng được cái thương hiệu, mình nâng cấp cái vị thế của nhà thuốc trên thị trường. Thứ nhất, bạn phải nắm rõ cái kiến thức về sản phẩm. Sản phẩm là cái mục tiêu cuối cùng của khách hàng muốn tiếp cận. Trên tất cả, người tư vấn viên, dược sĩ phải có kiến thức đầy đủ về sản phẩm của nhà thuốc của mình. Cái thước đo đánh giá về dịch vụ của người tư vấn là phải hiểu bản chất sâu về những cái sản phẩm, dịch vụ của nhà thuốc của mình. Bạn cần hiểu rõ cách thức hoạt động từ trong ra ngoài của sản phẩm đó, tương tự như là người khách hàng của bạn sử dụng mỗi ngày. Không hiểu được cái sản phẩm một cách thấu đáo thì bạn sẽ không bao giờ biết cách giúp khách hàng của mình giải quyết cái vấn đề của họ. Bên cạnh đó, bạn phải nắm được cái ưu, cái nhược điểm của sản phẩm nhà thuốc mình so với các đối thủ cạnh tranh để có thể tư vấn chăm sóc khách hàng một cách thuyết phục nhất. Bạn phải hiểu là khách hàng họ là ai, khách hàng họ muốn gì. Cái bước đầu tiên khi bất kỳ một nhà thuốc nào hình thành phải thực hiện được chính xác đối tượng khách hàng mục tiêu của mình. Không chỉ quan trọng với lại cách nhà lãnh đạo khi xây dựng chiến lược kinh doanh, đối với lại người tư vấn chăm sóc khách hàng, cái việc hiểu đối tượng khách hàng của mình, họ là ai, họ muốn gì sẽ giúp tư vấn viên giải mã cái nhu cầu của họ ấy. Trong nhiều bài học bán hàng tại các cái nhà thuốc lớn ấy, thì cái bí quyết đầu tiên để tạo cái thiện cảm với khách hàng chính là các bạn phải nhớ tên khách hàng. Các bạn phải nhớ tên của họ ấy. Cái việc mà nhớ tên của khách hàng sẽ cho họ thấy được cái sự quan tâm của bạn với khách hàng. Từ đó thì họ ấy mới có thể sẵn sàng chia sẻ cái mong muốn. Kinh doanh hiện đại chỉ ra rằng muốn thành công bạn phải bán cái khách hàng họ cần, chứ không phải bán cái sản xuất. Và vì vậy, biết khách hàng họ muốn gì là điều kiện kiên quyết để có thể đánh đúng cái tâm lý và thuyết phục họ ấy. Xử lý tình huống bất ngờ là bài toán khó mà tất cả các cái nhà thuốc đều gặp phải trong cái quá trình chăm sóc khách hàng. Xử lý tình huống là một cách khéo léo, thông minh, linh hoạt, là một kỹ năng cần thiết ở một người tư vấn. Bạn cần phải bình tĩnh và trả lời các cái câu hỏi. Bạn cần biết mình đang nói chuyện với ai và điều chỉnh phù hợp. Cái gì khi gặp phải vấn đề, bạn cần phải chuyển thông tin gì cho cấp trên, như thế nào, bạn cần xác định cách thức xử lý mọi vấn đề như thế nào. Hãy chuẩn bị cho mình một số cái tình huống bất ngờ, cũng như là tiếp thu, ghi nhớ các cái bài học, những cái tình huống trước đó, để cái việc mà mình tư vấn cho khách diễn ra nó làm sao nó phải thuận lợi và nó phải hiệu quả nhất. Hiểu tâm lý khách hàng là một tập hợp đa dạng với cái nhu cầu mong muốn khác nhau. Vì vậy, để có thể khiến khách hàng hài lòng, nhân viên tư vấn chăm sóc khách hàng phải nắm bắt được cái tâm lý chung cũng như là cái mong muốn riêng của từng đối tượng. Cách tiếp cận khách hàng hiệu quả nhất chính là bạn phải thấu hiểu được cái tâm lý khách hàng. Họ mong muốn cái điều gì ở sản phẩm của bạn, và họ mong muốn cái dịch vụ hậu mãi gì, như thế nào, cái mức độ thỏa mãn sản phẩm cũng như là cái dịch vụ chăm sóc khách hàng hiện tại
của họ ấy đối với lại nhà thuốc, tất cả sẽ giúp bạn tiếp cận khách hàng một cách dễ dàng nhất. Yêu cầu cũng như là đòi hỏi khách hàng ngày càng khắt khe và đặt ra cái thách thức lớn cho mỗi nhà thuốc, không chỉ trong khâu sản xuất mà cả khâu dịch vụ chăm sóc khách hàng. Một sản phẩm tốt chưa đủ đâu các bạn ạ. Các bạn cần phải khả năng truyền đạt những cái trình bày, những cái thứ mà sản phẩm của bạn có đáp ứng cái nhu cầu của khách hàng đang cần đến, để thu hút cũng như là khuyến khích khách hàng đồng ý mua sản phẩm của mình. Thì nhân viên chăm sóc khách hàng phải có kỹ năng thuyết phục khách hàng, từ việc mà nắm bắt tâm lý, xử lý tình huống cũng như là hiểu được cái nhu cầu của khách hàng, cộng thêm cái giao tiếp lưu loát giúp cho bạn thuyết phục khách hàng một cách chuyên nghiệp nhất. Và đồng cảm với khách hàng, cái sự đồng cảm là một cái con đường nhanh nhất để mà nắm bắt được tâm lý khách hàng các bạn ạ. Người nhân viên tư vấn khách hàng chuyên nghiệp ấy phải biết rằng mình phải lắng nghe, phải chia sẻ và phải thấu hiểu khách hàng, từ đó tìm ra được cái mong muốn và cái nhu cầu của họ. Thì lúc đó tư vấn chăm sóc khách hàng là cả một cái hành trình. Hãy luôn luôn tích lũy cho mình những cái kỹ năng, học hỏi kinh nghiệm để trở thành một cái nhân viên tư vấn khách hàng chuyên nghiệp và làm chủ mọi thượng đế của mình. Và đây cũng là một cái nội dung chính mà tôi muốn gửi tới các bạn trong cái video ngày hôm nay. Nếu mà bạn thấy những cái kiến thức hữu ích thì hãy comment bên dưới và đăng ký kênh của tôi để tôi có thể chia sẻ nhiều những cái kiến thức hơn nữa. Chúc cho các bạn ngày càng phát triển. Chúc cho bạn một ngày làm việc hiệu quả hơn. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của tôi.